Hello, xin chào mọi người, lại là em đây, Hải Nông Dân. Thì hôm nay em tiến hành em trồng sầu riêng miền Đông. Nay cây giống này là cây Blackthorn nha. Thì cây giống bầu đất. Em nếu mà trồng sầu riêng là em rất thích là trồng cái dạng sầu riêng bầu đất như vậy nè. Nó sẽ nhanh phát triển hơn là sơ dừa nha. Đặt xuống là đất nó hết liền luôn. Rồi thì ở miền Đông của em á, thì em cũng trồng lên cái mô, nhưng cái mô hơi nhỏ nhỏ thôi, tại vì đất đây cũng hơi dốc rồi thì nó thoát cũng tốt nước, thì trồng mô nhỏ để sau này nếu mà nước nó sẽ không có ứ vào cái gốc của em không làm bồn. Sầu riêng thì em không có làm bồn cho nên tưới bằng bét, nên là gốc nó nổi lên xíu cũng không có vấn đề gì. Đây em làm như cái mô như vậy thôi, khoảng chừng đường kính khoảng chừng 2 m và cao 20 cm, và tiến hành trồng lên này. Thì vườn này em trồng 70 cây, khoảng cách là 10 x 10, và ở chữ ngũ thì xen thêm một cây nữa. Thay vì mình trồng 8 m x 8 m thì mình trồng 10 m xen chữ ngũ, thì cái gốc chữ ngũ mà nó ra 4 gốc còn lại thì khoảng 7 m 1 7 m 2. Mình trồng như vậy thì mình có thể 10 năm, cây sầu riêng 10 năm trở lên thì nếu mà nó hơi đụng tàn á, giáp tàn thì mình có thể tỉa đi cái cây chữ ngũ một xíu, là mình có thể ăn được lâu hơn. Chứ sầu riêng mà mình trồng dày quá thì nó cũng không tốt, khoảng 7-8 năm là nó giáp tàn thì nó cạnh tranh ánh sáng với đời đất dinh dưỡng. Đây thì trước khi trồng thì mình sẽ đặt những cái cây sầu riêng ở từng gốc để mình canh cái đường thẳng. Thì ở góc cuối thì mình có cắm một cái cây tre cao để mình canh đường thẳng, và góc phía trên mình cũng cắm một cái cây tre cao để mình canh, và mình trồng từ dưới mình trồng lên nha. Đó thì cái hàng này là em cũng đã trồng được nửa hàng rồi. Đó, bên đây cũng trồng được rồi nè. Vì ở giữa hai cây sầu riêng thì khoảng cách 10 m, cho nên là em xen cây chuối chà vào ăn khoảng chừng hai năm mấy là em chặt chuối đi để cho sầu riêng phát triển. Đây cũng như cái mô này, khi mình lên mô như vậy thì mình rải phân hay là mình tưới gốc đó, thì sau khi rải phân đó, thì trời mưa nó không có tràn vô cái gốc cây của mình, nó làm chảy hết phân, ví dụ như phân hữu cơ rồi là nó sẽ không chảy, nó chảy ở bên dưới. Đây và sau đây là em tiến hành em trồng cây sầu riêng này nha mọi người. Cái gốc này thì tầm khoảng 3 phân đổ lên. Đó, bầu đất thì đấy, như vậy. Sáng hôm nay, tối hôm qua mưa thì mưa quá lớn đó, cho nên là đất nó hơi ẩm. Mình cũng tranh thủ ngày qua mình cũng trồng hết mấy chục cây rồi, mình giờ mình cũng tranh thủ mình trồng cho nó xong luôn. Nhưng mà đất ướt thì trồng nó không tốt bằng cái lúc mà trời nắng. Mọi người trồng á, mọi người canh trời nắng, mọi người trồng cây nó khỏe hơn. Mình xới sơ sơ
nó chặt chặt xíu ở phía dưới để cho cái rễ của nó đâm ra tránh tình trạng nó bị bệnh. Để xuống canh thử coi bằng chưa. Đó, mình canh bằng ngang cái mặt cao hơn xíu là được. Cái mối này là nó vừa ngăn ngừa mối và nó ngừa tiếng trùng cho mình luôn. Cây non mới ra rễ thì mình ngừa tiếng trùng càng tốt. Đây mình rạch cái bầu. Cái đây quay cái bầu này. Đó, thấy không? Thấy bầu. Đó. Thì mình tiến hành rạch, tại vì cái bầu này bầu nhựa không phải là bầu ni lông, cho nên là mình rạch ở phần đít trước đi. Cái đất ra và mình đẩy xuống. Rồi kế tiếp là mình rạch, sau khi để cái bầu đất xuống lỗ thì mình rạch, mình cắt đi cái phần nhựa, mình lấy cái phần nhựa ra, phần bầu ra. Đó. Không, rễ nó ăn đi quá trời nè. Còn về cái vấn đề mà đua chuột hay không đua chuột á, thì thường á, thì người ta cắt cái, người ta khi mà người ta làm giống, người ta cắt cái gốc cây á, thì nó đứt cái gốc cây rồi, thì sau này nó lên đua chuột hay không á, mình nếu mà lên hai đuôi chuột á, thì cây mà eo ụt á, thì mình nhổ bỏ, mình trồng cây khác vô. Chứ giờ nếu mà nó ra hai đuôi chuột, mình cắt đi một đuôi chuột, giờ mình banh ra nó sẽ có tình trạng là vỡ cái bầu của mình. Khi mà bầu nào mình cũng banh ra hết á, thì cái tỷ lệ mà vỡ bầu nó cao. Thay vào đó thì mình không kiểm tra đuôi chuột, mình cứ trồng đi. Cây nào mà nó lên yếu và eo ụt thì mình sẽ đổi cây khác là nó sẽ nhanh hơn. Nó sẽ đỡ làm tổn hại đến cái bộ rễ của những cái cây còn lại của mình. Thì đây hướng gió, Yến quay lên. Đây hướng gió, nếu mà hướng gió từ hướng tây thổi qua hướng đông á, thì mình sẽ đặt cái bo. Mình đặt cái hướng bo này nè là hướng về cái chiều hướng gió thổi. Ví dụ như gió thổi theo chiều này qua thì mình đặt cái hướng bo này theo hướng chiều gió, để khi mà gió thổi qua đây thì cái bo này nó nghiêng qua đây, thì cái gốc sầu riêng này nó sẽ chịu lại, nó hạn chế cái tình trạng gãy của mình. Còn nếu mà mình đặt như vậy, gió thổi ngược lại thì cái bo này nó dễ bị tét ra nè. Đó, mọi người lưu ý cái vấn đề đó. Thì xong rồi mình lắp đất lại. Đó, đất là tơ xốp. Nếu mà sầu riêng mình trồng trên cái nền đất mà nó màu mỡ rồi á, thì sau này mình trong quá trình chăm phân với lại chăm sóc của nó thì nó sẽ đỡ được cái tiền phân thuốc hơn, sẽ ít bị bệnh. Quan trọng khi cây con á, mình sẽ tưới thuốc nấm và tiến trùng định kỳ.
để hạn chế tiếng trùng nó xâm nhập vào rễ á, rồi nhân cơ hội đó là nấm bệnh nó tấn công vào chỗ mà tiếng trùng nó xâm nhập, thì mình trồng mình canh cho cái gốc này nè nó thẳng đứng lên đó, mình sẽ dầm nhẹ sơ sơ. Rồi mình lấy thêm đất mình ủ lên, đứng lên quay hết luôn, hết sức rồi ra, quay cái gốc cây, quay gốc cây này. Lắp lên cho nó ngang bằng cái mặt bầu của mình, để khi nắng nó tránh hiện tượng mà cái bầu của mình nó mất nước. Nếu mà mình trồng vào mùa nắng thì mình có thể lấy rơm hoặc là trấu, mình sẽ đổ vào đây, mình phủ lại cái gốc lại để cho cái cây, cái rễ cho nó không bị cháy nắng. Thì sau khi mình chặn xong đó, thì mình sẽ lấy cái cây mình cắm cố định cái đọt sầu riêng lại. Đây mình cố định này đó, cho cây gió thổi nó không bị ngã. Cuối cùng thì thêm miếng phân rồi mình lấy dây mình cột lại đây. Rồi clip của mình thấy mặt không? Thấy mặt chưa? Rồi clip của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Mong gặp mọi người ở những clip tiếp theo.